Hôm nay tôi hân hạnh lại được đến đây tái ngộ, gặp lại quý vị khán thính giả. Kính chào tái ngộ quý vị khán thính giả. Hôm nay tháng 10 năm 2023, chúng tôi mời ông Nguyễn Mạnh Quang lên đây để giải thích cho rõ chi tiết của cái vụ ông giáo sư Nguyễn Văn Trung đến nhà chúng tôi. Sở dĩ chúng tôi đem cái vấn đề này ra nhắc lại là cũng nhân cái dịp là ông bạn của chúng tôi có đăng lại một cái bài gọi là Ôn Cố Tri Tân. Thì đại khái là hồi năm ngoái đó, một năm trước đây đó, ông nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân có làm một cái bài tưởng niệm giáo sư Nguyễn Văn Trung mà chúng tôi đem làm cái đề tài hôm nay đấy. Thì đại khái là ông Nguyễn Đắc Xuân có liên hệ tới ông giáo sư Nguyễn Văn Trung là Trưởng ban triết Tây. nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân rất là ái mộ những cái bài dạy triết Tây của ông giáo sư Nguyễn Văn Trung, cho nên xem ổng như là một ông thầy đáng kính. Và khi mà được biết ông Nguyễn Văn Trung mất ngày 19 tháng 10 ở Canada thì ông Nguyễn Đắc Xuân có làm một cái bài tưởng niệm thầy Nguyễn Văn Trung. Thế thì anh bạn của chúng tôi nó ghi lên hôm nay cái bài Ôn Cố Tri Tân nói như thế này: nếu Nguyễn Đắc Xuân vì tình cảm riêng với thầy mình thì nên biểu lộ ở một chỗ khuất kín đáo cá nhân, qua sự việc với giáo sư Nguyễn Mạnh Quang thì Nguyễn Văn Trung không xứng đáng là người, chứ đừng nói đến là thầy nữa. Và ông ấy có nhắc lại một cái câu là nói rằng giáo sư Trung nói với chúng tôi là vài năm nữa lịch sử Việt Nam sẽ viết y như của Việt Nam Cộng Hòa Đông Mạc. Vậy và tôi hứa là sẽ lên cái clip này mời anh Quang kể lại cái chuyện giáo sư Trung đến nhà chúng tôi, mục đích gì và nguyên nhân gì, lấy cái gì và như thế nào, để cho quý vị cũng nhân dịp đây để mà ôn lại những cái lời tiên tri của ông đó và đã đang xảy ra trong những cái thời gian hiện tại. Về cái đề tài mà có liên hệ đến giáo sư Nguyễn Văn Trung đến nhà chúng tôi vào ngày mùng 1 tháng 12 năm tháng 11 thì tháng 12 tôi cũng nhớ là năm 2001, chủ đích là đến thuyết phục tôi để phải viết lịch sử giống như các ông sử nô ở miền Nam Việt Nam cái trước kia để viết. Và cái cớ của ông ấy đến là ông ấy lấy cái câu mà tôi đã trích dẫn ở trong sách, trong một bài viết của tôi, rằng là ông giáo sư Nguyễn Văn Trung nhận xét rằng các ông trong hội đồng giám mục Việt Nam quá sợ giáo tòa thánh Vatican mới mới nói rằng là tòa thánh Vatican đánh rắn cũng thơm. Thì tôi có trích dẫn cái câu đó trong một cái bài viết của tôi, thì ông lấy cái cớ đó thôi, nhưng mà mục đích của ông ấy là cũng là để thuyết phục bà xã tôi phải có cái nhiệm vụ gọi là chống lại cái hành động viết sử của tôi không theo đúng với lại cái ý muốn của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đó, khi mà đến thì vấn đề đặt ra là đầu tiên ông ấy đặt với câu hỏi với tôi rằng anh lấy tư cách gì mà viết thơ gửi giáo hoàng John Paul II. Thì cái điều này nó chứng tỏ rằng có ông theo Tây học, ông không biết gì về những cái lời dạy của Nho giáo. Lời dạy của Nho giáo là quốc gia hưng vong thất phu vũ trách. Tôi là không không đến nỗi là một đứa thất phu là vô học, và tôi ý thức được cái vai trò gọi là quốc gia hưng vong thất phu vũ trách. Thì ông ấy ngay đưa ra ông không có trả lời được tôi. Thế đến lúc mà vào đến cuộc cái nói chuyện thì ông cứ đặt ra vấn đề với tôi rằng là nếu bây giờ chúng tôi lập một cái hội đồng để mà nhận xét về những cái tác phẩm của anh thì anh nghĩ sao? Thì tôi trả lời rằng như vậy thì càng tốt, bởi vì nếu mà những cái người thành viên mà trong cái hội đồng đó là những người mà thờ ông Diệm hay là con chiên của giáo hội La Mã thì cái tác phẩm của tôi sẽ vất vào sọt rác. Và nếu là những cái thành viên đó mà có những người trí thức có học đã từng biết cái kinh nghiệm của chế độ Ngô Đình Diệm và bọn kiêu dân công giáo đã đối xử với người Việt Nam và với Phật giáo trong cái thời ông Diệm cai trị thì như thế nào, thì ông nghĩ thế nào, thì ông ấy bí ông không trả lời được. Thì cuối cùng tôi lại tấn công ông luôn là vì xin ông nói cho tôi biết rằng ông Ngô Đình Diệm lấy cái cớ nào mà lại cấp giấy phép cho ông Ngô Đình Thục khai thác gỗ rừng ở vùng Long Khánh bên Hòa. Thì đến đây thì ông ấy lại không trả lời tôi, và ông ấy lại lên án ông Ngô Đình Thục rằng là chính cái thằng này nó cấm tớ không được dạy ở Huế, không được dạy ở Đà Lạt,
Rồi tôi kể chuyện những cái chuyện mà tôi đã bị như thế nào đó, thì ông ấy kết luận rằng là nếu có thiên đường thì tôi sẽ là người được lên thiên đường trước. Rồi cuối cùng thì ông ấy nói, tôi cũng nói cho anh biết rằng trong một vài năm nữa đó, thì ở tại Việt Nam người ta sẽ viết sử theo giống như các nhà viết sử ở miền Nam Việt Nam trước đây. Thì điều đó thì tôi cũng nhớ thế thôi, chứ là tôi không ngờ rằng lời nói đó lại là sự thật. Mà có lẽ là ông đã biết rằng Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi người đến vận động những cái người có trách nhiệm viết sử ở tại Bộ Viện Sử học và Bộ Giáo dục. Cho nên họ cũng đã biết rõ như vậy. Và bây giờ sau này thì tôi thấy đó, cái sự thật đã xảy ra đúng như ông ấy nói. Đó là cái điều tôi buồn lòng. Thế thì tất cả chuyện giữa tôi với ông ấy thì cũng không đi đến đâu, nhưng mà đối đồng kết luận thì cũng vui vẻ cả với nhau. Còn đến chuyện mà Trao Như Nguyễn thì hoàn toàn là tôi nghĩ rằng không có. Vì bản chất của những người quân chuyên mà cuồng đạo thì họ tự cảm thấy cái trách nhiệm là thấy thân nhân hay là chồng con làm những cái chuyện chống lại giáo hội La Mã thì họ đứng ra họ tố cáo, họ chống lại. Đó là tự nhiên là cái chuyện của bà Trao Lý Nguyễn, đối với ông Trao Lý Nguyễn chứ chắc chắn là không có liên hệ gì đến ông giáo sư Nguyễn Văn Trung. Thì cái ý định mà ông giáo sư Trung thuyết phục tôi đó để chống lại ông xã tôi đó thì ông không dám bộc lộ, là tự vì ở trong cái buổi mà trao đổi đó đã có những cái câu chuyện như thế này, để cho ông ngại ngùng. Là đầu tiên cái chữ này tôi kể là tự vì ông xã tôi không nhớ, là tự vì lúc đó ông xã tôi không biết đi lục sách hay đi kiếm cái gì ở đâu không biết. Thì ông trong lúc đó thì ông đưa cho tôi cái tờ giấy mà ông nói tôi nhờ anh chị có biết thì đăng nguyên cái tờ này cho tôi. Thì tôi đọc ra tôi không nhớ nội dung, nhưng mà tôi có nhớ một cái câu là ông ấy nói là đại khái là chính quyền chính phủ là sẽ chính quyền Việt Nam là sẽ viết trở lại theo Việt Nam Cộng Hòa. Thì mà ông dựa vào đó làm cái căn bản để mà viết xét báo. Thì tôi chê ngay, tôi trong cái đầu của tôi thì tôi chỉ nghĩ rằng ông xã tôi luôn luôn là tôn trọng cái sự thật lịch sử, chứ không phải tôn trọng hay là nghe lời theo quyền lực. Thành ra khi mà tôi thấy ông dựa vào cái sức mạnh quyền lực của chính trị thì tôi chê ngay. Thì tôi có nói với ông một câu là xin lỗi thầy, chứ thầy viết cái kiểu này là yếu quá. Thì tôi thấy ông, thì lúc đó thì ông xã tôi đã kiếm cái gì đó xong rồi ông trở lại đó. Thì lúc đó là ông xã tôi cũng chứng kiến là ông muốn xỉu ngay lúc đó, là tự vì có người chê ông ngay tức khắc. Thì có lẽ đó là một cái hiện tượng làm cho ông ấy ngại ngùng, ông không dám thuyết phục tôi ngay trước mặt ông xã tôi nữa. Đó là cái câu chuyện nó như thế đó. Xin nói lại cho rõ là trong lúc tôi vào trong cái bộ từ giã cái phòng khách vào cái phòng sách, chuyện xảy ra là bà xã tôi chê cái bài viết mà ông ấy đưa ra để bà đòi đăng trong một cái bài viết tới của tôi. Thì bà xã tôi chê khiến cho ông ấy ngất xỉu, thì tôi vội vã thấy ông ấy cũng yếu rồi, dìu ông ấy lên lầu trên. Sau đó thì chúng tôi vào cuộc ăn trưa và uống nhấm nháp một tí rượu và nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Tôi kể lại trong cái cuộc viết sách của tôi thì có bị rất nhiều người quân chuyên của giáo hội La Mã, trong đó có đệ tử của ông linh mục Mai Ngọc Khuê ở Tân Sa Châu cũng đã dùng đủ mọi thủ đoạn phá hoại gia đình tôi. Mà anh ấy cũng là người bạn lính không quân của tôi và anh ấy làm ở ban ninh quân đội. Anh ấy tên thật đó là Nguyễn Văn Tường. Nhưng mà sau đó thì vì anh ấy lấy một cô vợ rất là đẹp, mà cô này là ô xin cho bác sĩ, một bác sĩ ở không quân, và anh này thì lái xe cho ông bác sĩ đó, và hai người cuối cùng đi đến thành hôn. Và khi mà thành hôn thì cái cô này là người gốc Kiến Hòa và đã có đạo, cho nên được ông linh mục Mai Ngọc Khuê làm lễ cho cái vợ chồng này, và vợ chồng này trở nên đệ tử thân thiết của Mai Ngọc Khuê. Và cái anh này đại diện cho Mai Ngọc Khuê đi thuyết phục tôi để vào đạo, tôi không vào đạo. Đó là cái lý do mà tôi có
bị cái tình trạng mà mấy người quân chiên tôn thờ giáo hội La Mã phá hoại gia đình tôi với lại chống lại tôi bằng đủ mọi thủ đoạn rất là gian dối. Nhưng mà tôi có kể lại thì cuối cùng ông Nguyễn Văn Trung ông mới nói rằng nếu có thiên đường thì tôi là cái người sẽ được lên thiên đường. Rồi cuối cùng thì chúng tôi tìm cách đưa ông về. Nhưng mà có cái điều ông ấy muốn nói với bà xã tôi thì trước mặt tôi ông ấy không muốn nói. Cho nên khi về nhà rồi hôm sau ông gọi điện thoại, ông ấy nói lại với nói chuyện với bà xã tôi thì muốn thuyết phục bà xã tôi là phải làm cái nghĩa vụ tông đồ. Thì đúng thực là tôi cũng chưa hiểu cái ý nghĩa mà làm nghĩa vụ tông đồ như thế nào, thì bà xã tôi giải thích. Thế thì cái chỗ này nói rõ thêm là ông ấy gọi điện thoại dường như là cũng hai lần chứ không phải là một lần. Thì đại khái là ông cứ nhấp nha nhấp nhượng, ông nói những cái ý, những cái từ mà để cho tôi là một người Công giáo tôi hiểu ngay là ý của ông ấy là muốn tôi làm gì. Thì tôi có nói chặn đầu, dường như là chặn đầu ông, tôi nói thầy không cần nói thì tôi cũng đã hiểu ý của thầy. Xin lỗi, hồi đó tôi xưng là con chứ không phải là xưng là thầy, mặc dù tôi và ông xã tôi chưa bao giờ gặp ông ở trước đây đấy, nhưng mà vì lý do tiếng tăm của ông cũng rất là lớn, thành ra chúng tôi cũng xưng con với thầy, cũng chẳng có lỗ lã gì đâu. Thì tôi cũng xưng con, thầy không nhắc thì con cũng biết con là người Công giáo, ông ngoan đạo từ bé đến lớn là con hiểu ý thầy. Nhưng mà con thì khác với những người khác ở chỗ là con tôn trọng cái sự thật, con yêu mến cái sự thật. Chúa ở đâu thì không biết, nhưng mà cái sự thật đối với con là rất là đáng tôn thờ. Thành ra con quý ông xã con ở chỗ là con bảo vệ cái sự thật. Ngày nào ông xã con còn nói sự thật, còn biết lý tưởng, còn có cái con đường lý tưởng, còn tôn trọng sự thật và biết cho sự thật, thì con còn tôn trọng ông ấy. Và con cũng muốn chứng tỏ cho mọi người biết rằng Công giáo, người Công giáo không phải là tất cả mọi người giống như là bà Sa Liên Nguyễn, mà người Công giáo còn có những người như con. Vậy thôi, đó là cái câu mà tôi nhớ đời, là tôi muốn chứng minh. Thì sau khi ông nghe tôi nói cái câu đó thì không còn, ông không còn hy vọng gì nữa và không còn gọi đến tôi nữa, còn liên lạc với nhau nữa. Tóm lại thì câu chuyện cũng có thế, hôm nay nói lên cho nó rõ vấn đề là ông Nguyễn Văn Trung á chỉ nói với chúng tôi có thế thôi, chứ không có liên hệ gì đến cái vấn đề mà bà Chào Liên Nguyễn chống lại ông Chào Liên Nguyễn. Thì đến đây là cũng nhận xét như thế nào rồi về cái câu chuyện mà ông nói là 5-6 năm nữa thì có điều là chúng tôi nhận xét là ông ấy nói rằng trong vòng 5-6 năm nữa thì ở Việt Nam người ta sẽ viết sách như ở Việt Nam trước kia. Thì bây giờ chúng tôi thấy điều mà ông ấy nói đã hiện ra thành những sự thật, thì chúng tôi đã biết rằng ông ấy đã biết rõ là cái sức mạnh vận động hành lang của Hội đồng Giám mục Việt Nam hay là của Giáo triều Vatican đối với lại những cái người mà có quyền năng viết sử ở trong viện sử học với lại Bộ Giáo dục, nó đã có hữu hiệu và đã có tác dụng. Và hôm nay thì nhìn ra chúng ta thấy là cái kết quả là cái bộ sách lịch sử 15 tập được phát hành vào năm 2017 nó đã đúng như là sự mong muốn của những người Công giáo, tức là họ giấu nhiệm tất cả những cái hành động can thiệp vào nội tình Việt Nam của Giáo hội La Mã, như tôi đã trình bày ở trong cái bài viết những sai lầm và thiếu sót quan trọng trong cái bộ sách lịch sử 15 tập. Chúng tôi nhắc lại cái lời đó hôm nay không có ý lên án ông Nguyễn Văn Trung, ông đó nó chỉ là một cái gọi là sứ giả đem đến cho chúng tôi cái tin là họ đã trèo cao lặn sâu và cho chúng tôi biết cái điều đó thôi. Chúng ta không có nên đánh sứ giả, đó là cái lời kết luận của tôi hôm nay. Nhân tiện đây thì tôi cũng thấy rằng là quả thực là Hội đồng Giám mục Việt Nam hay là Giáo triều Vatican đã cho người vào vận động hành lang nặng, sâu nặng, ảnh hưởng sâu nặng vào những cái người có khả năng ở trong về vấn đề sử học cũng như vấn đề văn chương văn hóa ở trong chương trình học ở trong viện giáo hội dục ở viện sử học và trong Bộ Giáo dục, mà mới tạo nên cái trường hợp như bà xã tôi vừa mới nói. Tôi cũng vì vậy mà tôi cũng kính mong bác Nguyễn Phú Trọng cũng như là tất cả những người ở trong Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là người có khả năng để mà loại bỏ những cái phần tử gây hại cho cái
sự tiến hóa, phơi bày những sự thật gây hại cho cái sự phơi bày những sự thật lịch sử ra trước công luận, mà cần phải phục hồi làm thế nào để đem lại những cái sự thật lịch sử vào trong chương trình học cũng như vào trong văn chương và tất cả những cái ngành văn hóa nào ở trong cái xã hội Việt Nam thì cần phải phục hồi cho nó bằng được và loại trừ mọi cái thủ đoạn làm phương hại đến những cái mà gọi là họ xóa bỏ cái sự thật lịch sử của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử từ ngàn xưa cho đến ngày nay. Đó là cái điều mong muốn của chúng tôi ở cái tuổi mà sắp đi vào cõi chết, chính mong được bác Nguyễn Phú Trọng và Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản quan tâm đến vấn đề này, mà càng làm được càng sớm càng hay. Nhưng mà tôi đã biết là chính ông Hoàng Chí Bảo cũng đã viết một cái bài, đã nói một cái bài gọi là sự suy thoái của Bộ Giáo dục. Thì cái sự này là không phải là chúng tôi nhận thức mà nhiều người nhận thức, mỗi người nhận thức một cách khác. Tôi thấy như là ông Thiếu tướng Hoàng Kiền, Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn và Thượng tướng Võ Tiến Trung đều có những cái bài viết lên tiếng kêu than về cái vấn đề mà họ viết những cái bài bất lợi, nó là liên hệ đến vấn đề lịch sử. Thì xin bác Nguyễn Phú Trọng và những quý vị ở trong cái Ủy viên Trung ương Đảng thắng tay loại bỏ những cái phần tử này ra khỏi cái cơ quan làm việc bằng biện pháp thi hành luật pháp, xử đúng theo cái luật pháp bất vị thân, chứ không thể nào mà vị thân mà nương nhẹ xử nhẹ với những họ người này được. Đó là cái ý nghĩa nguyện của chúng tôi. Xin cảm ơn và kính chào quý vị khán thính giả. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn lại quý vị lần sau. Cảm ơn quý vị.